Bắt chép biên sĩ Italia rất là chất lượng, dòng này nhìn cực kỳ khỏe luôn. Đấy, nó có đánh được ra ngoài trời các bạn ạ, rất là khỏe, rất là rộng nhá. Đây cấu hình tủ máy, đây cấu hình tủ máy thì rất là rẻ rồi, hơn 20 triệu của một con đẩy Cerasus M850 đồng bộ với hãng loa LH mới nhá. Đấy, và một con vang 4G đấy, vang cơ bình dân nhá. Con này đều có quả cổng quang Bluetooth và có cổng USB này. Đấy, và rất là dễ căn chỉnh. Mặt trước thì thiết kế khá là giống cái mã là TDX2022, nhôm phanh trước, ba cái nút chỉnh và rất là dễ sử dụng này. Đấy, cổng quang Bluetooth đầy đủ cả, rất là hiện đại, giá cực kỳ là bình dân. Con Volvo Libra cho chất âm rất là hay trong phân khúc bình dân. Đó anh chính hãng 1 năm nhé. Đấy, đem cao. Đấy, và một mic cũng là mic của Volvo luôn, Volvo Liver BAG F10. Dòng này thì thiên về cái chiều khóa là mic sáng tiếng này, rất là phù hợp cho các bác dòng trầm trầm ấm, khá rất là tuyệt vời. Dòng này thì nó có cả tự ngắt nhé. Đấy, đồng bộ loa đẩy Cerasus, đồng bộ vang mic vô cùng. Đấy, rất là chất lượng. Hát cho nó nghe. Sau này sẽ đóng một cái tủ cho này vào trong. Đấy, chọn bộ cấu hình này rất là rẻ các bạn, giá bình dân hơn 20 triệu, khoảng cách phát sóng rất là xa. Con nhảy ở con vang cơ bình dân này khá là tuyệt vời, đánh ngoài trời luôn, cặp xe sút này chơi ngoài trời luôn. Đấy, rất là rộng, rất là rộng, không gian của nhà bác khách là rất là rộng. Đấy, ra ngoài trời tiếng hát của nó vẫn rất là nổi và không bị loãng, nghe vẫn rất là ok. Cặp Cerasus này phải nói công lực của nó rất là khỏe, 450W. Cặp loa California này là không bật đâu nha các bác nhá, chỉ để vậy thôi chứ chưa tháo xuống. Đấy, chứ không hề bật đâu. Đấy, karaoke sân vườn hát cho nhau nghe rất là tuyệt vời, giá bình dân. Đấy, các bác có nhu cầu tham khảo những bộ dàn thì chủ động liên hệ vào Zalo nhé, 0333 527 331, mình sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Đấy, trong clip này thì em quay nhanh cho các bác bộ dàn karaoke sân vườn ngoài trời, giá bình dân. Còn chi tiết quá các chủ động liên hệ vào Zalo nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở những clip tiếp theo.